phép lạ từ năm chiếc bánh và hai con cá. Sau khi tạ ơn, người phân phát đến kẻ ngồi ăn. Ai muốn bao nhiêu thì hãy ăn, nó nê tùy thích. Vì bánh ban xuống chính xuôi nguồn bổ dưỡng tâm linh. Lạy Chúa, Chúa chính là nguồn mạch thần lương nuôi dưỡng chúng con. Lạy Chúa, bánh bơi trời Ngài đã tặng ban luôn mãi dư đời. Hãy biết mở tâm lòng để cùng cảm thông chia sẻ yêu thương, và biết sống quang đại để lòng trổ sinh hoa trái tình yêu. Những người đói khổ chờ mong chiếc bánh tình thương nhân ái, những con rừng rừng lòng trai đã nhắm mắt làm ngơ. Xin Chúa cho con hãy biết luôn chia cơm xẻ áo, một miếng khi đói vẫn hơn nhiều một gói khi no. Lạy Chúa, Chúa chính là nguồn mạch thần lương nuôi dưỡng chúng con. Lạy Chúa, bánh bơi trời Ngài đã tặng ban luôn mãi dư đời. Hãy biết mở tấm lòng để cùng cảm thông chia sẻ yêu thương, và biết sống quang đại để lòng trổ sinh hoa trái tình yêu.